chào các bạn. Hôm nay mang tới cho các bạn một bộ phim hành động đặc sắc năm 2022, kể về một anh lính đặc chủng về hưu dùng xe cứu thương đi cướp ngân hàng. Bộ phim mang tên Ambulance. Win là một anh lính đặc chủng đã về hưu. Sau khi về hưu, anh ta trở thành một kẻ thất nghiệp. Lúc này vợ mắc bệnh nặng cần phẫu thuật gấp nhưng nhà lại không có tiền. Win quá bế tắc buộc phải gọi điện xin bệnh viện hỗ trợ chi phí. Nhưng đối phương vừa nghe thấy anh ta không có tiền lập tức tắt máy. Win không còn cách nào khác buộc phải cầu cứu anh bạn thân chí cốt là Danny. Danny làm vệ sĩ riêng cho một vị luật sư giàu có. Công việc hàng ngày chủ yếu là trông coi xế xịn cho luật sư. Win nghèo khó nhìn thấy nhà xe toàn xế xịn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Danny nói rằng bọn họ sống chết vì tổ quốc, nhưng vừa về hưu lại rơi vào hoàn cảnh bần cùng như vậy. Dứt lời, xe của đồng đội vừa kịp đến. Bọn họ đều đã chuẩn bị xong xuôi vũ khí. Hóa ra đám người này đang có âm mưu cướp ngân hàng. Danny khuyên Win nên gia nhập vào băng đảng của bọn họ. Nhưng Win tỏ ra do dự. Danny nói rằng anh bạn chỉ cần phụ trách lái xe là được rồi. Win tin lời Danny, thế là bọn họ bắt đầu xuất phát. Đầu tiên bọn họ lái xe và dừng tại con đường hầm. Danny và đồng bọn đóng giả thành nhân viên công tác trà trộn vào ngân hàng. Vừa hay lại có hai anh cảnh sát bước xuống xe. Đồng bọn ngồi ngoài cảm thấy không ổn. Anh cảnh sát Monroy bước vào hỏi tại sao hôm nay ngân hàng không mở cửa. Lúc này đồng bọn của Danny đang ẩn nấp từ phía trong tòa nhà. Dưới tủ cũng có vài tên sát thủ có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Monroy không biết chuyện còn ngồi tán tỉnh với cô nhân viên ngân hàng. Anh ta chủ động bắt chuyện. Anh muốn hẹn em đi ăn tối. Nhưng cô gái lại nói rằng bây giờ không tiện. Monroy nhìn thấy bảng tên nhân viên trên quầy đột nhiên cảm thấy không đúng. Danny lập tức rút súng uy hiếp Monroy. Tụi tao có hai khẩu tự động bách phát bách chúng đang ngắm chuẩn vào mày. Tốt nhất là đừng di chuyển lung tung. Ngân hàng có tổng cộng 32 triệu đô. Đám cướp cũng hết sạch. Thậm chí bọn chúng còn chạy vào kho chứa, bỏ túi toàn bộ kim cương vàng bạc. Đồng bọn nhận được tín hiệu vội chạy xe đến đón nhưng không may xe hỏng giữa đường. Anh cảnh sát đi cùng Monroy tốt bụng thấy vậy bèn chạy đến giúp người ta sửa xe. Nhưng anh ta vừa đi đến cổng ngân hàng đã nghe thấy tiếng Danny hét lớn, toàn đội rút lui. Anh cảnh sát tốt bụng muốn nổ súng, nhưng gã tài xế lại đạp ga đâm thẳng vào xe cảnh sát. Gã tài xế liên tiếp nã đạn vào ân nhân từng giúp mình. Nền đường bị đạn bắn đất đá bay tung tóe. Cảnh sát trong khu vực đang đi tuần tra nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến. Không thể thoát ra từ bên ngoài, Danny quay lại ngân hàng muốn thoát ra từ đường thang máy. Cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Lúc này nữ nhân viên cứu hộ và đồng nghiệp cũng vừa nhận được lệnh đến ngân hàng cứu người. Vài chục chiếc xe cảnh sát và lính đặc chủng lao như bay đến hiện trường. Danny dẫn theo Win bắt anh cảnh sát Monroy làm con tin cùng nhau chạy xuống hầm đậu xe. Lính đặc chủng đồng loạt tấn công phong tỏa lối ra vào. Gã tài xế chết ngay tại chỗ. Đột nhiên Monroy lại muốn làm anh hùng. Danny xém nữa ăn hành. May mà Win kịp thời nổ súng bắn vào Monroy giải cứu Danny. Win cảm thấy rất có lỗi, nhưng Danny lại khuyên anh ta mau lên xe nếu không tất cả mọi người đều phải chết. Hai người đành phải rời đi. Đồng bọn thương vong vô số, gần như bị bắt hoàn toàn. Tin tức ngân hàng bị cướp lan ra khắp nơi. Cảnh sát, lính đặc chủng, còn có nhân viên của cục điều tra nhanh chóng phong tỏa mọi con đường. Danny vừa ló mặt ra ngoài đã phải chui vào lại. Hắn ta chuẩn bị lên đạn. Win tò mò hỏi lẽ nào phải đấu súng với bên ngoài hay sao? Trên sân thượng có 7 anh lính đột kích đã vào tư thế sẵn sàng. Trên bầu trời còn có máy bay trực thăng tuần tra giáo giết. Đội đột kích dưới mặt đất cũng bắt đầu phá cửa xông vào. Cảnh sát trưởng nhanh chóng phát hiện Monroy đang nằm thoi thóp dưới nền đất. Nhưng lúc này anh ta đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đồng đội thay phiên nhau ùa vào tòa nhà. Các nhân viên điều tra cũng đã tra ra được hành tung của Danny, chuẩn bị ra đòn tấn công. Lúc này Danny và Win buộc phải chạy xuống căn hầm. Muốn cướp ngân hàng đầu tiên phải có sức khỏe nha. Lúc này nữ nhân viên cứu hộ tên là Cam đã có mặt để cứu cảnh sát Monroy. Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị lái xe cấp cứu rời đi, Danny nổ súng chặn đường xe. Lúc này đội đặc nhiệm cũng đuổi đến nơi. Danny khống chế tài xế lái xe trốn thoát khỏi căn hầm. Vừa chạy đến cửa lại bị người của cục điều tra chặn lại. Danny chuẩn bị tinh thần chết chung. Nhân viên cục điều tra vừa mở cửa, Cam đã hét lớn. Bây giờ chúng tôi đang cấp cứu bệnh nhân bị thương nặng. Các anh làm gì vậy, còn không mau tránh ra. Chị gái này xem ra cũng rất khá. Danny thấy vậy vội vàng xin lỗi rồi nở nụ cười thân thiện. Tôi không cố ý chĩa súng vào cô đâu, tôi vẫn luôn nhẹ nhàng từ nãy đến giờ. Tôi không xấu mà tôi tốt với tất cả mọi người. Xe cấp cứu không dám đi đường quốc lộ, chỉ còn cách chạy đường hẻm để tránh sự tuần tra của máy bay trực thăng. Cam nhân cơ hội xịt bình nước chữa cháy để chạy trốn ra ngoài. Nào ngờ Danny lại nhanh tay hơn chĩa súng về phía cô. Quay về đây. Lúc này Monroy lên cơn co giật mạnh, Cam vội vàng quay lại cứu người. Bốn người lại một lần nữa xuất phát. Trong khi trao đổi cùng cảnh sát, nhân viên cục điều tra biết được xe cấp cứu đã bị cướp. Máy bay trực thăng mang theo máy ảnh nhiệt độ theo dõi xe cấp cứu suốt cả hành trình. Sau đó nhân viên kỹ thuật nói với cảnh sát rằng, chiếc xe cấp cứu này sử dụng động cơ V8. Chỉ một chiếc xe cấp cứu nhỏ nhoi cũng trang bị V8. Cảnh sát buộc phải cử thêm nhiều chiếc trực thăng hơn nữa phối hợp cùng cảnh sát tuần tra. Đồng thời bọn họ cũng yêu cầu cảnh sát mạng nghe lén cuộc hội thoại bên trong xe. Xe cấp cứu vừa lên được đường lớn đã bị chặn bởi chuỗi xe cảnh sát rồng rắn lên mây. Không còn cách nào khác, bọn họ buộc phải quay lại đối đầu trực diện với xe cảnh sát. Xe cảnh sát thấy thế thì không dám đối đầu, đành phải đánh lái tránh. Kết quả hàng loạt xe cảnh sát bị lật, thiệt hại vô số. Lúc này Cam sức yếu, hô hấp nhân tạo không nổi, Danny đành phải chạy ra phía sau giúp đỡ.
Hai người phối hợp tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh cảnh sát ngay trên chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ xuyên thời gian. Kết thúc màn hô hấp nhân tạo, Danny quay lại buồng lái, nhưng xe lại chạy đến ngõ cụt. Win kịp phanh xe khiến xe cấp cứu dừng ngay trước bờ vực. Xe cảnh sát đuổi theo vì không phanh kịp nên lao hết xuống vực. Bọn họ nhân cơ hội đó lập tức lùi xe bỏ chạy. Danny không còn đường nào để trốn, vội liên lạc cho ông trùm băng đảng xã hội đen là William. Trong tay anh ta lúc này đang có 16 triệu đô la. Hy vọng William có thể giúp bọn họ, tiền bạc chia đôi. William hỏi Danny bây giờ nên giúp anh ta như thế nào. Danny trả lời, hãy cử đám đàn em của ông đến đây giúp tôi đánh lạc hướng. Ông trùm nghe thấy có thể kiếm được 8 triệu đô, lập tức ra lệnh cho đàn em xuất phát. Danny lại gọi điện cho anh bạn làm việc trong hầm xe, nhờ anh ta lái chiếc nhanh nhất trong hầm ra ngoài. Lúc này máy bay trực thăng đã gần sát nút. Cảnh sát trưởng bám sát lấy xe cấp cứu. Win không có cách nào thoát khỏi vòng vây của đối phương. Danny muốn nổ súng nhưng lại bị Cam ngăn lại. Hắn ta tức điên lên ghì chặt cô gái dưới sàn xe rồi hét lớn, cô muốn chết à? Xe cứu thương chạy vào trung tâm giao lộ, điên cuồng va chạm xe cộ xung quanh, phá hỏng không biết bao nhiêu xe cảnh sát. Danny điên loạn mở tung cửa xe. Hắn túm lấy Cam uy hiếp cảnh sát trưởng ở phía sau. Nếu mày còn dám bám theo, tao sẽ đánh con nhỏ này tới chết. Cảnh sát trưởng buộc phải thỏa hiệp tạm thời. Danny vội vàng chạy về buồng lái. Lúc này đường quốc lộ đã ra thông báo phong tỏa. Cục cảnh sát hai bang cùng nhau hợp tác. Người ở cục điều tra phát hiện Danny đã tham gia vụ cướp ngân hàng từ năm 17 tuổi. Bố hắn ta là lính bắn tỉa từng giết chết 6 nhân viên ngân hàng và 3 nhân viên thu ngân. Anh lính đặc công này là bạn học của Danny. Vậy nên anh ta hiểu rõ từ đầu đến cuối Danny chưa hề nã súng vào cảnh sát là bởi vì hắn ta muốn sống, đơn giản chỉ muốn tìm con đường sống mà thôi. 10 năm qua hắn từng cướp 37 ngân hàng. Bây giờ là ngân hàng thứ 38. Lúc này Monroy lại rơi vào cơn nguy kịch, cả sàn ô tô chỉ toàn là máu. Cam chỉ còn cách liên lạc với bác sĩ đang trong kỳ nghỉ để hỏi cách xử lý vết thương. Để phòng Cam nói lung tung, Danny buộc phải dí súng vào đầu cô suốt cả quá trình. Bác sĩ chuẩn bị gọi video để hướng dẫn Cam tiến hành phẫu thuật trên chiếc xe cấp cứu đang chạy với tốc độ tử thần. Nhân viên cục điều tra cũng nghe lén được cuộc đối thoại. Bởi vì Win là lính trong đội hải quân lục chiến, từng tham gia vào các cuộc phẫu thuật khẩn trên chiến trường, nên đã chạy ra sau giúp Cam một tay. Danny phụ trách lái xe. Cam sử dụng phương pháp phẫu thuật chậm chậm dí sát dao mổ vào phổi của Monroy. Cô tránh được động mạch chủ tìm được lá lách. Sau đó lại bắt đầu mò tìm viên đạn. Cả quá trình chỉ cần vô tình làm cho lá lách bị bể, thì Monroy chỉ có thể sống được 60 giây. Cam hét lớn, tôi làm được mà. Ngay sau đó lá lách vỡ luôn, đúng lúc này thì máy tính hết pin, tất cả mọi người đều tưởng rằng Monroy đã chết. Nhân viên cục điều tra nghe xong vô cùng phẫn nộ, quyết định phải một sống một còn với Danny và Win. Cảnh sát gọi điện cho Cam yêu cầu cô nhanh chóng trốn dưới căng cứu thương. Nhưng Cam lại nói rằng cô đã cứu sống được Monroy. Nhân viên cục điều tra không nghe vẫn nhất quyết nổ súng. Sau đó cảnh sát ra lệnh cho đồng đội đang tác chiến tạm thời rút lui, chỉ để hai chiếc xe đóng giả dân thường bám sát xe cứu thương. Danny mắng chửi cảnh sát. Monroy chết rồi nhưng Cam đã cứu anh ta sống lại mà các người vẫn muốn nổ súng. Xém chút nữa còn giết chết con tin. Cảnh sát vội vàng xin lỗi. Chúng tôi thật sự không biết là các anh đã cứu sống cậu ấy. Danny dần mất đi lý trí. Cam bắt đầu ở bên châm biếm Danny khiến hắn vẫn nộ nổ súng về phía cô. Win quẹo gấp khiến cho Danny bắn lệch. Hai anh bạn từng đồng cam cộng khổ bây giờ lại đánh nhau kịch liệt trên xe. Nhân lúc hai người đang đánh nhau, Cam vội vàng liên lạc với cảnh sát. Lúc này cảnh sát bắt đầu dụ dỗ Win. Cậu là một anh hùng trong chiến tranh. Bây giờ đầu hàng sau này còn được hưởng khoan hồng. Còn không đi tù ít nhất cũng phải 30 năm. Hãy nhớ đến vợ của mình. Sau đó nhân viên điều tra vội vàng gọi cho Cam. Win chính là điểm yếu, cô phải tìm cơ hội tác động đến anh ta. Win vội vàng gọi điện cho vợ nói dối rằng mình đang đi tìm việc. Vợ lại nói rằng hôm nay ngân hàng trong khu vực xảy ra vụ cướp, không quên nhắc Win phải cẩn thận. Win nhìn vào cậu con trai trong màn hình điện thoại, nội tâm vô cùng phức tạp. Cam nhìn thấy vậy bèn hỏi về tình hình của vợ anh ta. Win nói rằng chi phí phẫu thuật tốn kém lắm, còn chưa kể đến tiền bảo hiểm, thuốc thang và trị liệu hậu kỳ. Lúc này đám đàn em của William đã chờ sẵn dưới gầm cầu từ hồi lâu. Cảnh sát phát hiện Win đột nhiên đổi hướng chạy, đoán rằng đối phương đang cố đánh lạc hướng mình. Danny xuống xe thu hút máy bay trực thăng. Sau khi máy bay vừa định đáp xuống thì Danny lập tức nổ súng, sau đó lại trèo lên xe. Máy bay trực thăng và xe cấp cứu kẻ trước người sau. Máy bay hạ thấp mà xe cấp cứu lại lạng lách đánh võng, một lần nữa chạy lên đường quốc lộ. Cuối cùng chúng cũng cắt đuôi được cảnh sát và đến được địa điểm đã hẹn trước với William. Ở đây chúng đã chuẩn bị những chiếc xe cấp cứu khác giống y hệt. Cuối cùng đám đàn em của William lái 3 chiếc xe cấp cứu y hệt chạy đông chạy tây. Đây gọi là kế điệu hổ ly sơn. 3 chiếc xe cấp cứu cũng không phải dạng vừa. Cả quá trình khiến cho cảnh sát rối như tơ vò. Đột nhiên một tên tài xế nhảy ra khỏi xe, xe cấp cứu lao thẳng về phía trước. Cảnh sát phát hiện tên tài xế đang bỏ chạy, nhưng một chiếc xe lại đang lao như bay về phía cảnh sát. Cảnh sát trưởng ra lệnh cho mọi người cùng nấp xuống, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Súng Gatling tự động lên nòng, cứ mỗi một phút lại bắn ra 6.000 phát. Đội trưởng đội điều tra chúng đạn ngã nhào xuống nền đất, mặt đất vô cùng hỗn loạn. William thấy thế thì vui như hoa. Cảnh sát giáo giết đuổi theo, cuối cùng cũng tóm được tên tài xế đặt bom trên xe cấp cứu.
nhưng anh ta lại lỡ tay bắn chết đối phương, manh mối đã mất. Mà tên tài xế này lại là con trai của William. Xe cấp cứu của Danny chạy vào công xưởng bí mật của William. William nhìn thấy con trai bỏ mạng tức muốn độn thổ, nhưng Danny lại vui sướng khôn xiết. Danny nhìn thấy William đau lòng như vậy lại cho rằng, không phải chỉ là con trai chết thôi sao? Tôi đưa tiền cho ông là xong rồi, 8 triệu đô thuộc về ông rồi đấy nhé. Lúc này William lại nghe thấy thuộc hạ nói rằng bên trong xe cấp cứu còn có cảnh sát. Hắn ta chất vấn Danny, cậu dẫn theo một nữ y tá rồi có cả cảnh sát. Bọn chúng đều đã nhìn thấy chuyện làm ăn của tôi. Win dứt khoát đòi đưa nữ y tá và cảnh sát rời đi. Rời đi? Để bọn chúng rời đi sao? Nghe đến đây William và tất cả đám đàn em đều như muốn phát điên. Danny và Win chia tách mỗi người một ngả. William ép Danny nổ súng giết chết Win, nhưng anh ta lại dứt khoát bắn chết toàn bộ đám thuộc hạ của William. Đây là anh em tốt của tao, tụi mày dám động đến cậu ấy. Dứt lời là một phát súng tiễn William lên Tây Thiên. Danny và Win cầm súng chạy xuống tầng chiến một trận sống còn với đám đàn em còn lại. Khoảnh khắc Win vừa bước lên xe lại không may bị Cam đang căng thẳng bắn trúng. Cam lúc này mới phát hiện ra mình bắn nhầm người. Danny vội vàng chạy đến vừa tấn công vừa rút lui. Xe cấp cứu một lần nữa phi ra ngoài. Buồng lái lúc này giống như bị quỷ khống chế. Đội đặc nhiệm và máy bay trực thăng một lần nữa đuổi đến. Lần này không ai chịu nhường ai. Một bên là những kẻ ngoài vòng pháp luật, một bên là đội đặc nhiệm muốn báo thù cho đồng đội đã hy sinh. Bên này Win bị thương nặng, nhịp tim đập loạn xạ. Cam một lần nữa phải tiến hành cấp cứu ngay trên xe. Xe cấp cứu một lần nữa phóng như bay. Nhưng lần này bọn họ không phải muốn bỏ trốn mà là đến bệnh viện. Danny không thể bỏ mặc Win. Vì cứu sống bạn, anh ta dừng xe ngay trước cổng bệnh viện. Vài chục viên cảnh sát ở ngay phía sau, đội đặc nhiệm cũng nhanh chóng đuổi đến. Mười mấy anh lính đột kích đang nhắm chuẩn vào xe cấp cứu, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Danny nhìn thấy khẩu súng ngắn trong xe. Đây là súng của cảnh sát. Lẽ nào là Monroy bắn Win sao? Danny điên tiết chĩa súng vào đầu anh cảnh sát. Cam thừa nhận là mình bắn. Danny vô cùng tức giận nói rằng hắn đã vì cô mà chống lại William. Sau cùng hắn thề rằng sẽ giết chết Cam ngay trước mặt đám cảnh sát. Danny vừa mở cửa xe, lính bắn tỉa tập trung vào con mồi. Hắn ta gào thét lao ra khỏi xe cấp cứu nhưng lại bị một phát súng bắn trúng ngực. Người nổ súng không phải là lính bắn tỉa mà chính là Win. Hóa ra Win đã đưa tiền cho Cam từ trước. Anh muốn phòng khi mình bị bắn chết tiền sẽ được đưa đến tay vợ. Win lựa chọn bắn đứng bạn thân, dụ hắn ta đến bệnh viện để rồi Danny trúng đạn mà chết. Sau chuyện này Win được đưa đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Mặc dù phải đối diện với bản án 30 năm tù, nhưng bởi vì Win đã có công giúp cảnh sát ngăn cản tội phạm và diệt trừ kẻ ác có thể sẽ được giảm án. Nói không chừng ngồi vài năm là ra tù. Chỉ đáng tiếc cho anh bạn Danny. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye.